Ông Zelensky thê thảm quỷ gối trước Nga xin hàng người dân Ukraine sụt sôi đảo chính Madan lần thứ hai. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Hiểu Rõ trong 5 phút. Hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine với những tình tiết đáng chú ý về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tình hình căng thẳng trong nội bộ nước này. Gần đây, Tổng thống Zelensky đã có những động thái gây chấn động khi ông thừa nhận có thể ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Đổi lại mong muốn Nga cũng làm điều tương tự với Ukraine. Động thái này khiến nhiều chuyên gia quốc tế nhận định rằng đây là biểu hiện của sự yếu thế hay thậm chí là quỳ gối của Zelensky trước Nga trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với những khó khăn ngày càng nghiêm trọng trên chiến trường. Zelensky lo sợ về viễn cảnh thảm họa khi mùa đông đến. Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đứng trước viễn cảnh tồi tệ khi mùa đông lạnh giá đang cận kề và nguy cơ thảm họa đối với Ukraine ngày càng hiện hữu. Ông bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Nga tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine. Nếu các cơ sở điện và sưởi của đất nước bị phá hủy, hàng triệu người dân Ukraine có thể phải đối mặt với cảnh lạnh giá cùng cực và thiếu thốn năng lượng trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Zelensky không ngần ngại chia sẻ với truyền thông quốc tế rằng, mặc dù ông tuyên bố mình sẽ không chết vì lạnh, nhưng nếu tình hình tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu, người dân Ukraine sẽ không bỏ qua cho ông và chính sinh mạng của ông cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ông thừa nhận rằng tính mạng của hàng triệu người dân Ukraine đang bị đe dọa không chỉ bởi cuộc chiến mà còn bởi khủng hoảng năng lượng nếu Nga tiếp tục chiến dịch tấn công. Những tuyên bố của Zelensky đã tạo nên sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Theo ông, không chỉ người dân Ukraine sẽ phải đối mặt với thảm họa nếu Nga không dừng lại các cuộc tấn công, mà đất nước này sẽ chìm sâu vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hơn bất kỳ dự đoán nào trước đó. Ông nhấn mạnh hàng triệu người dân sẽ phải đối mặt với cái chết vì lạnh và thiếu năng lượng, điều mà ông cho rằng không thể chấp nhận được. Ngoài ra, những lời phát biểu này không chỉ nhằm vào Nga mà còn hướng đến cộng đồng quốc tế với mục tiêu kêu gọi sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây. Tình hình hiện tại đã gây ra sự căng thẳng không chỉ đối với chính quyền Ukraine mà còn trong lòng dân chúng và quân đội nước này. Trong bối cảnh đó, Zelensky đã nỗ lực tìm kiếm một giải pháp để tránh khỏi kịch bản tồi tệ khi mùa đông cận kề, đồng thời tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ các đồng minh quốc tế để chống lại chiến dịch của Nga. Người dân Ukraine chuẩn bị cho cuộc đảo chính Madan mới Theo nhiều nguồn tin đã tin cậy, tình hình chính trị tại Ukraine đang có những chuyển biến phức tạp khi niềm tin của người dân và quân đội vào chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày càng lung lành những lời phát biểu gần đây của zelensky cho thấy sự lo lắng về tình trạng đất nước nhưng đồng thời cũng khiến dư luận trong nước ngày càng bức xúc nhiều người dân và binh lính cho rằng để cải thiện tình hình hiện tại và đưa ukraine thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính quyền của zelensky cần phải bị đặt đổ cụ thể những bất mãn từ dân chúng và lực lượng vũ trang ukraine đang dâng cao họ tin rằng zelensky không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước nhất là trong bối cảnh chiến tranh với nga đã kéo dài và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng nhiều người dân tin rằng chỉ có một cuộc đảo chính mới, tương tự như cuộc cách mạng Maidan năm 2014 mới có thể cứu đất nước khỏi tình trạng hiện tại. Cuộc đảo chính Maidan trước đây đã dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy chính trị và là nguyên nhân chính của cuộc xung đột hiện nay. Vasily Bakri, một quân nhân trong lực lượng vũ trang Ukraine đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng của mình đối với tình trạng suy thoái của quân đội. Ông cho biết, Phần lớn binh lính hiện nay trong quân đội Ukraine là những người già yếu, không còn đủ sức để tham gia vào các cuộc chiến tranh khốc liệt. Điều này cho thấy quân đội không còn là lực lượng mạnh mẽ và đáng tin cậy như trước đây. Những binh sĩ trẻ tuổi và có khả năng chiến đấu đã hy sinh hoặc bị vắt kiệt sức trong cuộc chiến kéo dài, khiến cho lực lượng hiện tại ngày càng suy yếu. Ngoài ra, đời sống của người dân Ukraine cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ cho rằng Zelensky đã thất bại trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và để chiến tranh tàn phá nền kinh tế cũng như đời sống hàng ngày. Chính những khó khăn về kinh tế xã hội và an ninh đã khiến nhiều người dân mất niềm tin vào Tổng thống và họ bắt đầu tập hợp lại với các binh lính để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng mới. Cuộc đảo chính lần này được cho là không thể tránh khỏi nếu tình hình không có chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Cuộc cách mạng Maidan lần thứ hai, nếu diễn ra sẽ là một dấu ấn lịch sử nữa cho Ukraine, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro lớn. Những bài học từ năm 2014 cho thấy bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong chính trị của Ukraine để có thể tạo ra những hậu quả khó lường và có thể khiến tình hình thêm phần phức tạp. Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề. Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, quân đội Nga đang gia tăng cường độ, các cuộc tấn công nhằm vào các cứ điểm chiến lược của Ukraine gây ra tổn thất nặng nề cho lực lượng phòng thủ của nước này. Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra thông báo chính thức rằng máy bay ném bom Su-34 của họ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công thành công vào các mục tiêu quan trọng tại tỉnh biên giới Kharkov. Cuộc tấn công này sử dụng bom thả từ trên không và theo báo cáo từ lực lượng trinh sát, các cứ điểm của Ukraine tại khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi chiến dịch kết thúc. Không dừng lại ở đó, Nga còn sử dụng các máy bay, bay không người lái để tấn công và phá hủy các phương tiện bọc thép hiện đại do Mỹ sản xuất, bao gồm Sestriker, một loại phương tiện chiến đấu được thiết kế để chở quân và hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh trên chiến trường. Những phương tiện này dù được trang bị tốt để đối đầu với nhiều loại hình tấn công, vẫn không thể trụ vững trước sức mạnh không kích từ phía Nga. Dưới sự tấn công liên tục và chính xác từ các UAV Nga, nhiều xe bọc thép đã bị phá hủy tại khu vực Kharkov, làm suy yếu đáng kể khả năng tác chiến của quân đội Ukraine. Theo báo cáo cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong vòng một ngày, Ukraine đã mất hơn 28 binh sĩ và 13 xe bọc thép, trong đó bao gồm cả 3 xe tăng hiện đại. Những tổ thất này là một đòn giáng mạnh và lực lượng quân sự của Ukraine, đặc biệt khi họ đang gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc bổ sung nhân lực và trang thiết bị chiến đấu. Các cuộc tấn công không chỉ giới hạn tại Kharkov mà còn lan rộng ra nhiều khu vực khác, trong đó có Darino, Zureno và Presko, nơi các đơn vị quân đội Ukraine đã bị đánh bại hoặc phải rút lui trước sức ép từ các đợt tấn công dồn dập của Nga. Những diễn biến này phản ánh rõ nét sự quyết tâm của Nga trong việc duy trì và tăng cường sức ép lên Ukraine các chiến dịch quân sự của Nga hiện nay không chỉ nhằm mục tiêu tiêu diệt sinh lực của đối phương mà còn đánh vào các điểm yếu về hậu cần và trang bị quân sự của Ukraine. Điều này đã khiến quân đội Ukraine phải đối mặt với một loạt thách thức mới trong khi các lực lượng phòng thủ của họ đang dần suy yếu. Với sự gia tăng cường độ các cuộc tấn công từ phía Nga, tình hình trên chiến trường Ukraine trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng nếu Nga tiếp tục duy trì áp lực và triển khai các chiến thuật tấn công mạnh mẽ, Ukraine sẽ gặp khó khăn lớn trong việc phản công và giành lại thế trận. Không quân Nga chiếm thế thượng phòng Sức mạnh của không quân Nga hiện đang trở thành yếu tố then chốt trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và đây là một trong những lý do quan trọng khiến Moscow chiếm ưu thế trên chiến trường. Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá rằng Nga đang tận dụng triệt đề sức mạnh không quân để duy trì áp lực và đẩy lùi các cuộc phản công từ phía Ukraine. Với khả năng triển khai nhanh chóng và tái phân bổ lực lượng linh hoạt, không quân Nga có thể đối phó với các mối đe dọa bất ngờ một cách hiệu quả, từ đó tạo ra lợi thế chiến thuật lớn cho lực lượng mặt đất của họ. Một trong những yếu tố làm nên sự nổi bật của không quân Nga chính là khả năng tác chiến linh hoạt. Các máy bay chiến đấu của Nga có thể nhanh chóng được điều động từ các khu vực khác nhau, hỗ trợ trực tiếp các đơn vị mặt đất đang gặp nguy hiểm. Chính vì thế, không quân Nga được ví như lữ đoàn cứu hỏa trên chiến trường, sẵn sàng can thiệp và giải cứu trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời tạo ra sự cân bằng chiến thuật trước những đợt tấn công của Ukraine sự chủ động và sức mạnh hủy diệt từ các đợt không kích của nga đã khiến quân đội ukraine đối mặt với một thách thức rất lớn đặc biệt trong bối cảnh các lực lượng vũ trang ukraine đang suy yếu cả về trang bị lẫn nhân lực không quân nga lại trở thành yếu tố áp đảo mỗi khi ukraine cố gắng tổ chức một đợt phản công không quân nga lại xuất hiện với sức mạnh vượt trội làm gián đoạn và phá hủy các kế hoạch của đối phương điều này không chỉ khiến các binh sĩ ukraine mất tinh thần mà còn làm suy yếu đáng kể khả năng tổ chức và triển khai chiến lược của họ nhiều nhà phân tích quân sự còn nhấn mạnh rằng với sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và máy bay chiến đấu tầm xa, Nga đang tận dụng triệt để ưu thế không quân để kiểm soát không phận và gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Việc điều chỉnh chiến lược theo hướng tập trung vào sức mạnh không quân đã giúp Nga không chỉ bảo vệ các vùng lãnh thổ mà còn mở rộng khả năng tấn công, tạo áp lực không ngừng lên Ukraine. Tình thế nguy cấp của Ukraine tại Donetsk tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, tình hình của quân đội Ukraine đang trở nên vô cùng nguy cấp khi họ đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn trong một chiến thuật gọi là cái vạc, một thuật ngữ quân sự dùng để chỉ việc một lực lượng bị vây kín từ mọi phía. Trung tướng Igor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, đã cảnh báo rằng quân đội Ukraine có thể nhanh chóng rơi vào tình thế này nếu Nga tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công. Theo Romanenko, Tình hình tại Donetsk đang diễn biến theo chiều hướng cực kỳ bất lợi cho Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga ngày càng có sức mạnh và độ chính xác cao, trong khi lực lượng phòng thủ của Ukraine gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì vị trí và tổ chức phản công. Quân đội Nga với ưu thế về số lượng và trang thiết bị đang từng bước tạo ra một vòng vây siết chặt, khiến cho các đơn vị Ukraine khó có thể rút lui hoặc tiêu viện. Điều này khiến Donetsk trở thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của cuộc chiến hiện nay. Việc Nga tiếp tục gia tăng sức ép tại khu vực này có thể dẫn đến những thất bại chiến lược lớn cho Ukraine. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, nếu không có những thay đổi kịp thời trong chiến thuật và sự hỗ trợ minh mẽ từ các đồng minh quốc tế, Ukraine sẽ gặp khó khăn lớn trong việc giữ vững các vị trí phòng thủ tại Donetsk. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Nga không chỉ tấn công trực diện mà còn sử dụng các cuộc không kích và pháo kích tầm xa để làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng quân sự và các vị trí tập trung quân của Ukraine đã khiến lực lượng phòng thủ tại Donetsk ngày càng kiệt quệ. Việc mất Donetsk không chỉ là một thất bại về mặt quân sự mà còn là cú đòn lớn về tinh thần vì khu vực này có vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc xung đột. Trong khi đó, Nga có thể sẽ không dừng lại ở Donetsk. Theo Romanenko, quân đội Nga đang chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn với mục tiêu mở rộng kiểm soát tại các khu vực xung quanh và thiết lập một vùng an ninh rộng lớn điều này có thể làm xíu toàn bộ mặt trận phía đông của Ukraine khiến tình thế của Kiev ngày càng trở nên bất bình hơn. Cuộc khủng hoảng năng lượng và kế hoạch hòa bình. Trong bối cảnh Ukraine liên tục hứng chịu các thất bại trên chiến trường và đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất một kế hoạch nhằm giảm bước căng thẳng quân sự và mở ra con đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Kế hoạch này xoay quanh việc ngừng các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên. Theo ông Zelensky, nếu cả Ukraine và Nga đều cam kết không tấn công vào các cơ sở năng lượng quan trọng, điều này sẽ giúp giảm thiểu những thiệt hại nghiêm trọng đối với dân thường và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra. Đề xuất của Zelensky không chỉ mang tính nhân đạo mà còn mang tính chiến lược bởi hệ thống năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống và hoạt động bình thường của cả hai quốc gia, đặc biệt là khi mùa đông khắc nghiệt đã đến gần. Việc tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng có thể đẩy hàng triệu người dân Ukraine vào tình trạng thiếu thốn điện và sưởi ấm, khiến cho cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên trầm trọng hơn. Zelensky tin rằng nếu cả hai bên cùng thực hiện ngừng tấn công, giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc chiến có thể kết thúc, mở ra cơ hội cho cuộc thảo luận chính trị nhằm giải quyết xung đột. Tuy nhiên, đề xuất này đã đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là từ phía Nga. Mặc dù ý tưởng của Zelensky nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ một số đồng minh quốc tế, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nga sẽ chấp nhận thỏa thuận này. Nga có thể lo ngại rằng việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ làm suy giảm lợi thế quân sự của họ trong cuộc xung đột. Hơn nữa, Moscow có thể coi việc kiểm soát nguồn năng lượng của Ukraine là một trong những công cụ chiến lược quan trọng để gây sức ép lên Kiev. Bên cạnh đó, tình trạng chiến tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận khác, khiến cho việc thực hiện một lệnh ngừng bắn cụ thể về cơ sở hạ tầng năng lượng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang nỗ lực kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng minh quốc tế để cải thiện hệ thống phòng thủ và khôi phục các cơ sở năng lượng bị phá hủy. Việc Nga có đồng ý với đề xuất của Zelensky hay không vẫn là một dấu hỏi lớn và tương lai của kế hoạch hòa bình này phụ thuộc nhiều vào phản ứng của cả hai bên trong thời gian tới. Trong bối cảnh Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường, các đồng minh phương Tây vẫn kiên định trong việc cung cấp sự hỗ trợ tài chính và quân sự để giúp đỡ Kiev chống lại sự xâm lược của Nga. Mỹ vừa công bố khoản vay trị giá 20 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine một phần được trích từ tài sản bị động băng của Nga. Đây là động thái mạnh mẽ nhằm tiếp tục duy trì khả năng chiến đấu của Ukraine trong cuộc xung đột ngày càng khốc liệt. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu EU và các đồng minh khác như Anh, Nhật Bản và Canada cũng cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính lớn, nâng tổng số tiền viện trợ lên tới 50 tỷ đô la Mỹ. Các khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự, tái thiết các cơ sở hạ tầng quan trọng và duy trì hệ thống kinh tế của Ukraine trong giai đoạn đầy thử thách. Điều này chứng tỏ sự đoàn kết và quyết tâm của phương Tây trong việc đối phó với cuộc xung đột tại Ukraine. Mỹ cũng khẳng định rằng khoản hỗ trợ này sẽ không tạo thêm gánh nặng cho người nộp thuế. Thay vào đó, Washington đang tìm cách sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tài trợ cho cuộc chiến nhằm đảm bảo rằng Ukraine có đủ nguồn lực để tiếp tục kháng cự trước sức ép từ phía Nga mà không ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước của các quốc gia hỗ trợ. Nga vẫn còn lực lượng dự bị đáng gờm. Mặc dù Nga đã chịu nhiều tổn thất trong cuộc chiến, theo tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ, Moscow vẫn còn nhiều lực lượng dự bị chưa được tung vào chiến trường Ukraine. Điều này bao gồm không quân tầm xa, lực lượng tên lửa chiến lược và các đơn vị phòng vệ. Theo Cavoli, khả năng chiến đấu của Nga vẫn còn rất lớn và các lực lượng này có thể được triển khai trong thời gian tới để tạo ra bước ngoặt trong cuộc xung đột. Trong một diễn biến khác, đại diện lưu đoàn cơ giới số 24 của Ukraine, Ivan Petrovich, đã thừa nhận rằng tình hình tại Donetsk đang trở nên khó khăn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát mặc dù các lực lượng Nga đã phá vỡ một số hàng phòng thủ của Ukraine, nhưng ông Petrovich nhấn mạnh rằng thành phố vẫn chưa mất hoàn toàn. Ngoài ra, một số khu vực khác tại Donetsk cũng đang phải đối mặt với sự tấn công dữ dội từ phía Nga, với quân số và vũ khí vượt trội hơn hẳn so với Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang cố thủ và nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương. Cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài hơn một năm và tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Tổng thống Zelensky đang phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía cả trong và ngoài nước. Trong khi Nga tiếp tục gia tăng sức ép trên chiến trường, Ukraine phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng nội bộ và nguy cơ đảo chính. Cuộc xung đột này vẫn còn nhiều diễn biến khó lường và liệu Ukraine có thể đứng vững hay không sẽ phụ thuộc vào sự quyết định của cả hai bên trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Hiểu Rõ trong 5 phút. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi và bình luận thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo